Ok, chào cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip về vị tướng Lữ Bố cho anh em xem. Nghe nói con tướng này vừa được thay đổi chỉnh sửa cái sức mạnh các bạn ạ. Thì sẽ vào mình quẩy luôn để trải nghiệm xem vị tướng Lữ Bố sau khi mà được chỉnh sửa lại thì nó có đáng sợ không nha. Nghe nói bị mất cái làm chậm của cái chiêu 2 thì được cái gì anh em không biết, mình không biết nữa, đợi mình chút cái nào. Thấy rồi. Khi mà mình sử dụng cái chiêu thức các bạn là mình sẽ được trưởng ra một cái chiêu cái đó xèo đây này. Này, chém này cái này, đánh này đó, thấy không? À, mất lầm chậm chiêu 2 mà đổi lại được cái đó hả ta? Thì ra là thế. Êm rồi anh em ơi. Không biết nó có đáng sợ không nhưng mà mình cầm vị tướng Lữ Bố hôm nay mình đi rừng mình cảm thấy nó tự tin vãi cả trưởng ra. Chứ ngày xưa thì mình cũng tự tin thôi. Đối với mình thì không có việc gì khó, chỉ sợ là tiền không nhiều thôi. Chứ Lữ Bố mà đi rừng hay đi tôm thì đi đâu mà chả được. Đi support nó còn ok nữa anh em ạ. Nếu anh em mới thích mình cầm Lữ Bố đi support luôn thế cho nó chiến. Chỉ sợ anh em không thích thôi. Có anh em nào yêu cầu là mình quẩy luôn đấy. Mình không ngán con rắn gì đâu nha. Thắng bại là tại kỹ năng. Nếu mà mình đánh gà thì nó thua, còn đánh ngay thì nó thắng. Trời ơi game mà có cái gì đâu mà khó. Ui dồi ôi anh ơi, anh lên slate ơi. Cũng may là bạn ấy gọi là không đụng chạm gì vào con bùi xanh đấy. Mình cứ tưởng bạn ấy măn me ăn bùi xanh cơ nhưng mà không phải anh em ạ. Ấy, bi gian. À không phải gian thôi, không phải bi các bạn ạ. Bỏ cái chữ bi đi thành em gian. Như bi gian nó là người khác đấy. Bỏ em gian đấy nha. Ui dồi ôi, Alice thì che ra đường giữa với cả gọi là hội tụ với cả thanh niên ra siêu quá siêu đá. Ai giờ tính ra xong kiếm hợp bích tôi hay gì? Một thằng choáng còn một thằng đá à? Đó đây, vô đây mà cân này. Mình lại không sợ bạn đâu. Mình xúc bạn luôn nè. Mình hơi bị máu chiến đấy nha. Trong những cái vị tướng gọi là được thay đổi đợt này thì có vị tướng Lữ Bố và Airi các bạn ạ. Thấy Airi nó cũng được chỉnh sửa cái gì ấy. Ôi ơi, mình không biết nữa nhưng mà thấy Airi cũng được chỉnh sửa. Tính làm clip về vị tướng Krizit nhưng mà mình vào mình không thấy nó được điểm thông thạo ấy các bạn. Mày lao vào này, thế là không chơi về vị tướng Krizit được. Thôi quẩy Lữ Bố luôn. Chứ không là mình tính làm Krizit rồi đấy. Lữ Bố được thay đổi như thế này thì mình thấy nó khá là hay các bạn ạ. Đấy, đấy, cứ lướt qua một cái là chửa một cái, lướt qua một cái là chửa một cái. Tính ra là một cái combo là lướt được 4 lần đấy. Chiêu 1 được 3 lần, cộng với cả chiêu 2 được 1 lần là tính là mình chửa được 4 lần đấy. Ai da, đúng thật là cái chiêu 2 nó. Ủa chiêu 2 có làm chậm không ta? Hình như là không có phải. Ây da, ái à. Mình đọc thêm mấy cái dòng ở cuối là không có. Kệ đi, có hay không không quan trọng. Quan trọng là kỹ năng quá hạn, một thủ đoạn vô biên. 2-1 không chột cũng què. Mày chạy đi đâu, chạy đi đâu. Hư nè. Sao mà chạy được các bạn. Đúng không các bạn. Kỹ năng có hạn nhưng mà thủ đoạn thì lại vô biên. Thảo mà gọi là ăn hiếp nha. Đè nó ra. Hai thằng đánh một thằng. Trời ơi, ăn mua lẫn lộn trộn lấy nhau liền chứ. Làm thịt con ca sa chơi vui đấy. Đây nè, đây nè. Hay quá, Omen ra hỗ trợ mình được. Thế này là tốt, đúng là bạn tốt của ta. Quá đẳng cấp. Tem bạn nó có ăn rồng không ta? Không, nếu mà tem bạn nó không, chắc không ăn đâu. Tại vì tem bạn nó đang kéo xuống ở đường dưới, hai người đường dưới kìa. Chắc là nó bị mình hội đồng nó. Thế là nó cũng kéo theo thanh niên ra tới để mà hội đồng Omen tem mình. Omen tem mình không biết có bị lừa không đây. Đừng có thò đầu ra nha. Nó mà thò đầu ra, bạn mà thò đầu ra nó quánh bạn chết đấy. Mình không cứu được đâu, lướt xa không thể cứu được nửa gần. Mình ở xa lắm luôn đó. Không có gì là tới được đâu nha. Ra lại về rồi này. Từ từ mình ăn được con bùi xanh cái. Đắp đắp vô trong này cho nó đỡ nhìn thấy cái mình. Chứ không có công nó nhìn thấy cái đầu mình nữa. Khổ đời nữa. Chơi nè. Từ từ anh em bình tĩnh. Đây tôi tới rồi đây. Ra kìa. Úi dồi đá tôi kìa anh em. Thằng này hư nhờ. À, con hàng của tôi. Ai sao bật chiêu cuối luôn. Quánh luôn, sao lại phải xoắn. Chạy đi đâu con dâu, lấm lúa. Quá là phê các bạn ạ. Chiu, eo. Trời ơi, mạnh quá, Lữ Bố mạnh quá. Trời luôn rồi. Xong rồi. Đợt này chùm Lữ Bố lại xuất hiện nữa rồi. Mình thấy rằng Lữ Bố chỉnh sửa kiểu này nó bá vãi cái trưởng ra các bạn ạ.
vào trong combat càng đông người nó lại càng quái. Tại cái chiêu khi mà mình trưởng ra cái đó thì nó xa mà. Em rồi, thời tới. Thời của tôi tới rồi anh em ơi. Chết mẹ. Ý dạ, ý giời ơi. Ơ, thế lại nằm xuống à? Ôi giời ơi, mình lại là người ăn nó mới đau chứ. KS thần trưởng nó đây chứ đâu. Quá là ghê gớm, đúng là KS quá ghê gớm đến từ vị trí của Lubo. Lubu. Đó, chát thẳng mặt GG luôn cho các bạn nó sợ chơi đó. Én. Mình đang lên cho nó cây thương long nha. Cho nó có thấy xuyên giáp. Lui bố tính ra ăn giờ quái nó cũng nhanh các bạn. Không chậm nó đâu ha. Được đấy. Úi giời ơi. Đây rồi. Trưởng cái chiêu 2 một phát xong rồi trưởng thêm phát nữa. Thở hở. Nè, trưởng nè. Đấy nè, trưởng nè. Quá trời. Ơ kìa mấy thằng kia. Tại sao tụi mày lại đánh đồng đội tao? Thằng nào bước qua đây? Rồi xong video đó, xong rồi. Nào nhào để bước qua đây này, giỡn mặt rồi quánh đồng đội người ta này, hư nè một bé. Ui giời ơi, lại thêm thằng này nó bước vào cái đấu trường sinh tử này. Làm gì còn đường về nữa mà chạy đứng nào. Hồi đánh người ta xong rồi chạy á hả? Không có đâu bạn ơi. Lỡ ra vào đấu trường sinh tử là một là chết, hai là bị chết. Bây giờ bạn chọn đường nào thì bạn cũng chết. Yeah. Nào nhào này, bật chiêu cuối té sang bên này thôi. Thôi, được rồi, đừng tĩnh. Bạn mà hổ báo cáo trồn quay lại là mình vã bạn luôn đấy. Mình giả bộ chạy vậy thôi chứ thật sự mình không sợ bạn đâu. Bạn láo nháo, bạn đùa. Trời ơi, đúng là gió không muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. À là sao? À quên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà. Đã chạy rồi, mà cứ ham hố cơ. Thấy người ta ít máu tưởng là dễ rơi. Bạn nhìn lại cái mặt hàng đi, 6-0 đây. Không phải là 6 chết 10 đâu, mà tưởng là dễ ăn nhá. Đợt này Lữ Bố bá quá rồi anh em ạ. Thôi, mấy cái thằng khứa này, ai chà, nó đánh đồng đội mình ngoéo mèo ngoéo rồi các bạn ạ. Wow, bật chiêu cuối lên chiến luôn. Lụm lúa luôn, mày. Ê, Alice chạy kìa, hết chiêu để dí nó rồi anh em ạ. Mẹ có chiêu là mình cũng sơi nó rồi đấy, cái thằng này lại là cái thanh niên gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng nè. Và đấy là mình ăn Alice là mình cũng tha cho thanh niên A Thu đấy. Nhưng mà nó lại không, nó lại cứ thích mình ăn nó cơ. Vâng, bạn đã thích thì mình chiều. Bạn không biết điều thì mình phanh tới luôn. Cần hết. Một mình Lữ Bố chớp hết. Trời ơi, hồi máu này quá trời hồi máu luôn rồi anh em ơi. Quá trời luôn, trần trời lụm luôn. Hay chưa. Quá ghê gớm anh em ạ. Giờ thì mình sẽ lên cho nó cái nham thuẫn đi. Dù gì thì mình cũng có cái để mà mình dự phòng những cái lúc mà nguy cấp. Mình có thể sử dụng nham thuẫn để mà té ra anh em ơi. Ái nhà chàng. Mọi người thấy Lữ Bố được thay đổi như thế này thì có đáng sợ không? Chứ theo như mình thấy là khá là ngon đấy các bạn ạ. Bây giờ vào combat là mình cứ lướt chiêu một cái là mình trưởng. Lướt chiều một thêm phát nữa là mình trưởng thêm phát nữa. Đây rồi, một quần áo chấp hết. Một em, chơi này, hư nè. Cút ra, để cho Lữ Bố thể hiện Red Bull kia. Gặp là phải chạy tụt quần nha các bạn. Nó mà không chạy là nó xong với mình luôn rồi đó. Mà chạy cũng có thoát được đâu mà. Cái bản chất cái con tướng Lữ Bố này nó cũng nhanh lắm. Chứ nó đâu có chậm chạp như là mấy cái vị tướng khác đâu. Rất là nhanh đến từ vai vị trí của chiêu 1. Lướt được 3 lần, eo, áp sát, quăng cái chiêu 2, úi trời ơi, làm chậm một cái, xong rồi là lên bảng thôi, sao mà đỡ được. Ai da, mấy cái thằng cứa đồng đội mình nó đang chat chít gì thế không biết nữa. Mình không quan tâm lắm, tại vì mình là người gánh team rồi, team mình có phế đi chăng nữa thì cũng đã có, anh Hảo đẹp trai, lo hết. Yo, chặn đầu nó. Rồi, không chặn được thằng Alice rồi. Không chặn được thằng Alice thì hai thằng đằng sau phải nằm xuống. Ra đây, để cho áo. Anh em cứ để tôi. Trời ơi, sao mà lại thế nhờ. Chết nhanh quá nhanh rồi các bạn. Thôi đi về farm mấy con quái nào.
làm thịt mấy con quái lăng nhặt chặt bị thôi. Có thực mới vực được đạo, phải ăn mới no thì mới chiến với tem bạn được. Chứ dạo này nó hơi đói đấy, nếu mà đói quá thì thôi nhá, không đỡ được với nó đâu. Đào chi hồn được không ta? Tem bạn có thằng gian kia nó khá là đáng sợ, cộng thêm A Thu nó cũng có hồi máu. Ok, chốt đơn đao chi hồn. Lắm. Không việc gì phải sợ cả, lên đao chi hồn là gặp thằng nào sao thằng đó. Alice nó bật chiêu cuối, mình cũng bật chiêu cuối của mình, kháng khống chế luôn, kháng hiệu ứng luôn, mình tới công chuyện luôn, có gì kiên cường mà ngán gì đâu. Không sao, không sao. Ây da, bùm bùm. Úi cha, hư nè. Chà, bùm 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 bùm. Chàng. Vô 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 vô. Let's go. Rồi, 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 xong. Rồi, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Wow, thì cái đáng sợ. Tôi tới với anh em ở đây. Thanh niên Violet này đi đâu? Cần lơn trong trụ luôn nè. Chơi luôn nè, chơi luôn nè. Ôi giời ơi, cái ông Van Hell này. Ta ép mà không để mặt tôi luôn. Đáng lẽ phải cho tôi một mạng chứ. Nữ bố mặn quá anh em ạ. Sau khi mình trải nghiệm thì mình thấy nó rất là đáng sợ luôn. Anh em nghĩ sao về con tướng nữ bố khi được chỉnh sửa lại như thế này? Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha. Nhớ cho mình một like.